Em chào bà con cô bác nha. Hôm nay em đứng ở cái bến tàu du lịch ở Nha Trang này nè. Đây đứng đây là cái khu Trường Thọ. Có một số người vừa rồi đăng một cái clip đó, nhiều người nói là quay cho bà con xem cái thời gian qua bà con Trường Hải, Trường Thọ như thế nào. Thì hôm nay thì em sẽ quay cái khu vực Trường Thọ, Trường Hải một đi một vòng cho bà con xem nha. Rồi bà con đi cùng em nha. Đây gần đây thì có cái quán cà phê. Quán cà phê ngày trước là cái khu này là du lịch là rất là đông khách nè. Đây qua đây gần cái quán cà phê này, ai đi du lịch là ghé cái quán cà phê Bảy Thu nè, Sinh Tố, rồi cái bán đồ bơi nữa đúng không anh? Rồi bán đủ thứ. À, cái đó, ở đây là thuê còn câu lặn đồ có hết. À, có luôn. À, có người dắt đi lặn đồ luôn. À, đây khách du lịch mà có đến đây đó, đến đây thì cái bến này đi qua các đảo nè. Rồi bên đây có cái quán cà phê có những cái dịch vụ là bán đồ bơi rồi dẫn khách đi lặn đi đồ đó. Dạ dạ rồi em sẽ quay cái quán cà phê anh nha. Rồi em chào anh, chúc anh may mắn nha. À đây có cần câu nữa hả? Rồi. Cần câu. Ô quá trời luôn, cần câu lại cho khách quay á. À cho khách câu á. À cái đó là thôi ngày hay thôi giờ anh ha? À thôi một ngày. À thuê một ngày. Với một ngày mình thuê một cần câu bao nhiêu tiền? 25.000. À rẻ quá ha. À. Cái cần là cước đồ đầy đủ hết luôn chứ. À. Dạ đầy đủ không? Dịch vụ thì cũng có, nói chung là dịch vụ câu cá lặn đồ có hết. Rồi em chào chúc may mắn nha. Rồi em sẽ đi một phòng nha. Đây, cạn bây giờ còn ít khách đó. Đây quán xá rồi, giờ người ta có mở rồi. Đây khu đây ngày trước là nhà rất nhiều, bây giờ ra đây thành một cái con đường này sẽ băng qua trục luôn. Bên đây bên trục mình đi được không chị? Bên đó có chốt nào không? À lên kia. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị nha. Ở bên này thì bây giờ rộng rãi lắm nè. Đây là cái khu mới nha, ai có đi du lịch Nha Trang các đảo thì đi qua cái trên núi, trên cầu đá thì qua đây thì ở ngay chỗ cái cảng này đó, bà con thì cũng thoải mái rồi, chốt rồi cũng gỡ rồi. À, bà con đang ngồi uống cà phê cũng thoải mái. Dưới này thì bán đồ hải sản là rất là nhiều nha bà con, chả cá rồi cá khô, cá một nắng đồ. Ở dưới đây là cái góc dưới này nè, rất là rộng. Đây rộng, bà con là bây giờ cũng có chả cá rồi, có cá đồ làm. Đây là người ta làm chả cá nè. Ê chào anh. Chào anh. Dạ. Đây là chả cá. Người ta làm chả cá đây nè. Đây là cái dốc trên kia, cái cốc cái dinh kia là đi qua cái cấp treo đó. Ở bên Winburn đó. Đó là mình lên thôi thử còn có cái chốt nào không, mình có thể qua Winburn được không. Bây giờ khu này rất rộng. Chào anh ạ. Dạ
Nha Trang biển xanh á. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi chào anh, chúc sức khỏe nha. Rồi nói chào anh. Quay phim cho bà con xem á mà. Người ta coi bà con mình có một số bà con là cần xem tình hình bà con mình như thế nào đó, buôn bán như thế nào á mà. Giữ bà bán đỡ không em? Thôi cố gắng đi ha. Giờ con bớt rồi. Rồi. Rồi, anh biết rồi. Thôi chúc may mắn nha. Bây giờ thì cũng 9 giờ rồi, trời cũng nắng, mình cố gắng quay hết hai cái khóm này cho bà con xem nha. Đi bộ. Đi bộ mới quay được cái chi tiết hết được. Thì mùa du lịch đó là dưới này là rất là đông đen nha bà con. Dưới này ngay chỗ cái cầu này nè, nhiều em học sinh đó tới đây rất chụp hình rất là đẹp. Đây. Bắt đầu mình sẽ lên cái dốc này, có một cái ngã ba. Một ngã ba thì qua bên Vinpearl. Bên này thì trở lại cái cô bé. Rồi bây giờ mình lên dốc. Trời nắng lắm. Đây, cái nhà lầu cao cao kia là nó nằm trong cái khu khu đô thị Phú Quý. Ở trong đây là có những cái căn nhà rất là đẹp ở trong này, khu này. Cái triệu đô trong căn nhà này đẹp lắm, phía bên kia rất là đẹp. Tuốt ngoài kia là gần biển luôn, ngắm được cái cáp treo Vinpearl. Giờ thì nếu mà đi qua bên phía cầu đá trục á thì cũng có một cái chốt này. Khi qua đây thì cũng phải có giấy mới qua được. Đó. Bên này thì mình đứng bên này thì không quay được cái biển dưới cái cáp treo nha bà con. Mình phải qua hết cái đoạn này. Qua đó. Qua bên cầu đá Vĩnh Nguyên đó. Em ơi. Để đòi hỏi hai em này. Mình qua đây thì nếu mà qua thì giấy tờ sao em ha? Cần giấy tờ gì em? Mình phải có giấy vùng xanh. À. Với lại giấy xét nghiệm âm tính, với lại giấy chứng nhận để tiêm hai mũi vaccine. À gì đó hả em ha, mới qua ha, cho nó an toàn hả em ha. Hai em tội nghiệp á. Ủa cái trực có hai em hả? Dạ đúng rồi, chốt có hai người. Ờ, tội nghiệp. Thôi cố gắng lên nha, vài bữa nữa. Trời ơi, ở trong chạy chơi trời mưa rồi sao em? Thế tội rách rưới như thế này nè, thế tội nghiệp không. Thôi cố gắng lên nha, chúc tụi em sức khỏe nha. Ừ rồi, có dịp hôm nào thì anh sẽ qua phía bên này hết rồi đó, đâu vô đó rồi anh sẽ qua bên này, anh sẽ quay cho bà con mình xem cắp treo, cắp đồ cắp treo nè. Ở bên phía sau lưng tụi em là cái an viên Phú Quý á, có cái nhà kia đẹp ghê ha. Wow, nhà giống như chiếc tàu ha. Thôi chào em nha. Anh đi một vòng phía bên này nữa. Rồi cảm ơn em nha. Rồi anh đi lối này. Lối này cũng đâu có bị chặn gì đâu đúng không em? Rồi rồi ok.
Ôi mấy em cũng tội nghiệp, cũng hướng dẫn mình đi lối này, giờ lối kia bị chặn rồi mình đi sau lối này. Lối này là Trường Hải hả? Đây đổ dốc là Trường Hải. Giờ thì người ta không vắng là đường, chứ những ngày thường á du lịch đó đường này rất là đông, khúc kia cũng đông, khúc phía dưới bến tàu du lịch cũng đông quá trời luôn. Hải sản rồi các bà con nào có đến Nha Trang du lịch đó thì xuống dưới đây là hải sản đủ thứ, người ta bán đủ thứ hết, chè cá chè đồ có hết. Ồ, trên này có mấy căn nhà nó còn nằm trên này. Đi được giờ ra đường là ai cũng phải có khẩu trang hết. Xe đông lạnh của người ta bây giờ cũng cũng đầu đi cũng nhiều lắm, toàn xe đông lạnh không. Đông lạnh đâu đây, đông lạnh là chở hải sản đi các nơi đó. Thế không lạnh không? Bây giờ bà con thì cũng buôn bán đồ lại được rồi, quán xá đâu cũng bán lại được. Dạ chào anh. Dạ chào. Đây bán người ta bán rồi, ta cũng cẩn thận dân dây rồi đó. Đây. Đây người ta đang cá vô muộn đó, cá này kêu cá lưới hai nè. Người ta vô muộn. Ồ cá. Cái này kêu cái thứ hai hả chị ha? À. Ồ, cái này là ăn rất ngon nè, cái này là cái nhỏ nhỏ này ăn ngon lắm. Dạ. Ở nhà hay ăn cái này. Hay ăn nhưng mà em đâu có biết cái lựa cái gì là cái gì đâu. Dạ, sao chị cũng đeo khẩu trang vô, đeo khẩu trang vô đó chị à, đeo khẩu trang vô, nhắc nhở cẩn thận chị. Dạ. Cái này. Cái này kêu bằng cái dẻ hả chị ha? À cá lưới, kêu bằng lưới hai á. Dạ dạ. Thôi. Ngon ha. Cái đây nhiêu ký chị? Cái đây nhiêu ký? À không hỏi tôi nhiêu ký đó, đợi ít bữa rồi xuống mua á mà. Ồ, cái ngon lắm cái mấy cái này là. Thôi em chào mấy chị nha. Chúc may mắn nha. Ồ bên này cũng bán cá nè. Ồ cá, cá dưới này là ngon lắm, cá thứ hai mà, cá nhỏ ăn rất là ngon. Đây. Đây. À, quay cho bà con xem đồ mà. Ồ cái này đây là hả? Không sao, để mình biết bà con mình sau này xuống đây mua chứ. Như điệp nè, em bán đây là à, điệp ra à. À, đeo khẩu trang vô đứng khoảng cách thôi gì đâu à, khẩu trang. À, đây là điệp ngày ngày trước là bán mấy nhà hàng đúng không em ha? Điệp nè, con đây con điệp chứ. Đây là kêu bằng con điệp, điệp con này ăn rất là ngon nè. À, đây là dẻ đúng không em ha? À, cái liệt nữa. Cái liệt ngon quá trời nè, cái liệt. Lượt đây là lượt lượt đây là lượt cái liệt thứ hai nè hả chị hôm em á điệp đây là
Ở dưới đây là nếu mà ai mà đi xuống đây mà sau này đi du lịch đó, là xuống dưới này là có hết đầy đủ hết, điệp nè, rẻ nữa đúng không? Cái này đâu có nhà hàng gì đâu ha. Ờ, 200 ký à. Nhiêu một ký? Một ký gì mấy con em ha? 200 ký. À, 200 một ký. 200 một ký điệp. Cô con này là ngon lắm à. Lớn 200. Ngon. Tôm đồ dưới này là cái gì cũng có, hải sản cái gì cũng có ha. Thôi em chào anh nha. Chúc may mắn hết nha. Giữ gìn sức khỏe. Rồi mình tiếp tục đi một chút là dưới đây người ta bán cá, bán chè cá, bán thứ hết. Đây bên này bán cá, bên này bán chè cá. Đây dưới này là cái khu làm chè cá nè. Ôi, chè cá Vĩnh Trường. Anh ơi, cái kia là mình thành phẩm rồi hả anh ha? Đây là làm sản phẩm rồi, cũng như kia là máy lọc xương. Dạ. Ồ, bây giờ làm hiện đại vậy? À. Hồi giờ em tưởng là mình làm bằng tay cứ cào 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 không? Ô bây giờ hả? Đó là công nghệ xưa rồi, bây giờ công nghệ thời 4.0 rồi. À 4.0 rồi. Nghĩa là mình bỏ. Nghĩa là mình bỏ cái con cá vô là nó ra thành thịt ra sao anh? Đây nè. Ví dụ con cá này. Anh giới thiệu cái đồ cái hiện đại của cái máy làm chè cá nè. Bỏ vô thì nó chia ra xương, ra thịt, ra dê. Rồi, đó bỏ vô. Bỏ vô. Cái này là quay nè, bỏ cá nè. Con cá tươi, bỏ vô. Để nó chia lọc xương ra. Hay quá ha. Thịt nó nằm trong đây. Nó lọc lại dưới này. Xương, dê nó nằm bên, thịt nó nằm bên. Em tưởng đâu hồi giờ là cứ làm tay mà lâu lâu em mới lâu lâu em mới thấy lại hiện đại quá ha. Đây được rồi. Dạ. Rồi dạ bánh. Rồi, chiên rồi mình vô kêu bằng vô bịch chợ hút chân không á hả anh ha. Hút chân không nó gửi đi. À. Cái này là cái gì anh cho em hỏi cái này cái gì ha? Cái nhồng. Cái nhồng là ngon nhất anh. Đó là chăm số 1. Đây. Không có cái gì quen nếu mà làm nhà cá. Cá nhồng. Cá nhồng. Đó. Đó ai mua thì tới cái tiệm tạp hóa này nè. Binbo nè, số điện thoại của cái tiệm của anh nè. Tiệm này thì của anh đúng không anh? Đúng rồi. Đây tiệm của anh đây. Đây chè cá chứ gì là tới tiệm này đi du lịch xuống đây là rất ngon. Nếu mà người ta đi Sài Gòn, ta muốn đi gửi Sài Gòn thì ta điện số điện thoại là anh có gửi được đúng không? Được. Gửi lên địa chỉ á. Phải nói dùng miền nha, ví dụ như chè cá miền Trung ăn sao, miền Bắc ăn sao và miền Nam ăn sao. Dạ. Ba miền. Dạ. Ví dụ như miền Bắc á, thì làm ít đường. Dạ. Không cay. Dạ. Còn miền Nam ăn ngọt hơn, có đường. Dạ. Rồi. Đâu để ăn được hơn. Anh có cần nói tên anh là tên gì không ha? Nhiều khi người ta Tuấn Gái. À. Tiệm chè cá Tuấn Gái. Dạ. Tuấn Gái luôn. Dạ Tuấn Gái. Rồi anh có Facebook hay rồi chứ ha? Có. Rồi. Để em đăng cái clip này thấy bà con này có tới thì tới ủng hộ cái tạp hóa bán chè cá này của anh nha. Rồi em chào anh nha. Rồi Nha Trang Biển Xanh. Rồi khoảng anh khoảng 5 giờ á, 5 giờ anh coi được rồi. Rồi, chúc may mắn nha. Rồi chào anh. Chào cả nhà. Rồi chào. Anh chủ quán rất là vui mà nhiệt tình nữa. Tội nghiệp. Chúc bà con lúc nào cũng nhiêu anh. Dạ. Rồi ok anh. Rồi tiếp tục đi cho nó tiếp tục. Đây cũng bán cái dẻ. Chào em. Xin lỗi. Dạ. Thank you.
băng lưới ở dưới đây, băng lưới cái bên dưới này cũng có một cái tiệm chà ké nữa nè. Ơi chào em, đây là đang làm chà ké không? Ôi, chào em. Chào chị. Đây gần tới cái chợ cũ rồi, có cái đình đó. Rồi mình tiếp tục. Gần tới cái chợ cũ rồi. Đây chợ cũ thì nó có cái đình làng á. Đây để mình quay cho bà con xem nha. Đây chợ cũ thì cũng có người bán con cá bán ở đây. Đây cá đây, cá này là cá lý hai nè. Là... À ta bán cá. Ngon. Cá này. Cá rất ngon luôn. Ồ, cá ngon quá chị ha. Cá ngon quá. À, cái này là cái lưới hai ha chị. À, cái gì cũng có hết ha. À, cái này là kêu bằng cái chét hay cái ngon gì đúng không chị ha? À, à. Rồi xuống đây là đủ thứ cá hết nè, có hết. Cái lưới mà. À, cái lưới hết. À. Con cá này bị gì ha? À, cái rựa nấu canh chua ngon nè. Rồi chào mấy chị nha. Đây là sắp em sắp đi một vòng rồi. Đây là cái đình làng của bé đây. Đây cái đình làng bây giờ. Đây chào anh. Chào. À đây, quay cái đình làng cho bà con mình xem à. Chào em, khỏe không? Dạo này thấy mập ra không? Dạ, nhà ở đây hả? Dạ, chào cô. Dạ. Dạ, cô khỏe không? Dạ. Ồ, khỏe là được rồi, mùa này khỏe được rồi. Đây, chợ. Đây, quán được con bán ra lại. Đây là con. Đây là cái cột đình. Đình à. Hai cột đình à. À. Ngày 8 tháng 9 nè, năm Quý Tỵ nè. 2013 để trùng tu lại ha. Cái này là trùng tu lại. À, mới luôn. Lâu rồi ha, cái đây là cái cây dầu. Đây, bây giờ cái đình thì nó cái đình thì bây giờ người ta cũng tôn tạo lại rồi. Đây, à, đây là cái chợ cũ. Chợ cũ. Bây giờ chợ cũ thì cũng dời lên kia rồi. Đây là con chợ cũ luôn nè. Đây. Để mình vô quay cái đình. À, cái đình này là rất lâu rồi. Chào em. Ồ cột này là cột, toàn là cột xưa không nha bà con. Cột xưa không. Ủa em giữ đình này hả? À, đây là ông Quan Công đúng không em? Quan Công. À, bên này ông gì vậy?
Em này thì cũng em này thì cũng không rành. Trong này là mình hay nếu mà cái ông cái đồ là trong đây hết hả? Em dẫn anh đi được không ha? Em này giữ dẫn đi. Thôi được rồi, anh quay sơ thôi được em à. Đây mỗi lần là cúng cũng kêu bằng nghinh đồ á hả em ha? Nghinh đồ. Em kéo mũi lên em. Đây, mấy xương là cái ông là nằm trong đỡ trong đây hết ha. Đây. Thôi được rồi em. Đây, anh quay chút. Cột kèo đồ xưa hết rồi ha.